Xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em xin test chiếc máy bơm rửa xe chuyên sử dụng cho rửa xe áp suất cao 12V công suất 350W. Áp lực là 9,0 MPa tương đương với 90 kg lực, lưu lượng 8 lít trên phút. Model L109. Đây là dòng bơm có cái tạo ra áp suất rất là cao. Đầu bơm có đồng hồ xem áp. Đầu bơm chuyên gia tạo áp lực cao, sử dụng trực tiếp bình ắc quy 12V rất là tiện lợi, phù hợp với các bác nào mà đang có ý định mua về để rửa xe ô tô, cơ động mang theo rất là tiện lợi các bác nhé. Theo máy thì có ống ra khoảng 7m ống ra chịu áp lực cao, súng phun này, có điều chỉnh này, ống hút 2m và một cái bình xịt bọt tuyết. Bây giờ em sẽ test áp lực phun của máy bơm này rửa cái xe của em này, các bác quan sát này. Đấy, rất là mạnh các bác nhá. Rất là mạnh luôn, đứng từ xa xịt nhá. Đây các bác nhìn ra, cực kỳ mạnh. Dòng này thì em có cả loại 24V các bác ạ. 24V thì nó mạnh hơn một chút. 24V là công suất thực tế của nó đạt 460W nhá. Đo bằng đồng hồ công suất rồi. Nên loại 24V sẽ mạnh hơn loại 12V một chút. 24V thì thích hợp với bác nào mà có ô tô tải là hai bình ắc quy. Các bác sử dụng loại 24V, 12V thì là một bình. Rồi, nhìn nè, rất là mạnh luôn này. Đó, em quay cho bác xem phun xa ra ngoài tận ngoài đường luôn này. Các bác nhìn thấy không? Dòng này là dòng thích hợp phun rửa xe các bác nhá. Rửa xe thôi. Còn bác nào mà mua về phun thuốc sâu ấy, thì chỉ sử dụng phun thuốc trong thời gian khoảng 1 tiếng trở lại thôi, chứ còn không, nếu mà chạy cả liên tục cả ngày phun thuốc sâu thì bên em đã có dòng bơm bít tông là chuyên phun thuốc sâu, còn dòng này là chuyên dùng rửa xe. Đấy, mỗi loại thì nó có mỗi cái tính năng khác nhau. Chúng ta sử dụng đúng mục đích thì nó rất là độ bền rất là cao các bác ạ, rất là hiệu quả. Con này rất là mạnh luôn, vô địch luôn. Bây giờ em phải chỉnh súng này ra, em chỉnh súng này ra một chút. Súng này thì các bác có thể chỉnh ra dạng tia xòe cũng được. Tia xòe cũng đang xoay ngược lại nhá. Đây là xòe để tưới cây các bác này. Xòe tưới cây là xòe hết cỡ luôn. Đây. Chung là chúng ta có thể điều chỉnh được dạng tia phun, tia xòe hoặc là thang kia thẳng, tùy chúng ta thích. Đó, chúng thẳng đấy, rất là mạnh, rất là ok luôn ạ. Này, bây giờ em sẽ xịt cái dòng rêu đây, bác thấy không, ra hết luôn này. Đấy, đi hết luôn các bác nhá. Đây là chất bẩn lâu ngày này, trắng luôn. Đá xịt là đi. Rồi, video này em xin kết thúc tại đây ạ. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ qua hotline 038 6898 366. Website là máy bơm mini68.com. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.